Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hello mọi người, lại là mình đây, là Núp đây. Thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Ok thì ngày hôm nay mình đã có mặt ở trong một cái mini game rất là mới các bạn ơi. Ngày hôm nay mình sẽ có một cái thử thách rất đặc biệt trong đây. Đó là mình sẽ trở thành một hiệp sĩ pro nhất ở đây các bạn nha. Đấy, đại khái là ngày hôm nay là mình sẽ đi chiến đấu với gọi là những cái con quái vật các bạn. Đấy, và sở hữu những cái vũ khí VIP. Còn VIP như thế nào thì thôi, để mình bắt đầu luôn các bạn. Đấy, thì chúng ta sẽ vừa vào là chúng ta đây là gọi mở cái giường này lên này. Chúng ta sẽ chọn những cái loại ngọc mà để hỗ trợ chúng ta. Ủa, ở đây có cái gì hồi phục máu này. Ủa, tiêu diệt 100 kill mới cái kích hoạt được à? Thôi chọn luôn này đi. Cái nào gọi là càng khó thì chắc chắn là càng VIP. Đấy, ok. Thôi mình cái gì đây? Ui, hướng dẫn chơi à? Rồi không cần. Cái phím di chuyển của Minecraft đấy, tôi chơi mấy năm rồi, tôi thừa biết rồi. Đấy, chúng ta sẽ phải gọi là đi chiến đấu và đi sưu tập những cái vũ khí và những cái món đồ. Đấy, để triệu hồi bốt các bạn, đơn giản thôi. Rồi, bắt đầu chiến đấu bạn. Úi giời ơi, này, con này con gì đây? Ôi trời ơi, mấy con này yếu thế. Ủa, đây có cái gọi là cái mộ à? Ok bạn ơi, mình sẽ tiêu diệt. Nó không cân xứng các bạn ơi, thôi sức mạnh nó không cân xứng. Ôi, chỗ này không đánh được à? Ôi giời ơi, thanh niên bị nhốt ở ngoài các bạn ơi. Nó không cân xứng, bây giờ làm nào bây giờ? Như tôi sẽ đi tiêu diệt mấy con này các bạn ơi. À, để kiếm được một cái vũ khí nào nó. Ủa, đây là cái gì đây? Một cái hộp à? Úi giời ơi. Ủa, cái này đam nhiều hơn. Mỗi tội đánh chậm hơn tí các bạn. Rồi bonus thêm 2 máu. Úi giời ơi, nhưng mà có hồi máu đâu mà bonus. Có hồi máu đâu mà bonus. Đây. Ôi giời. Ui, thêm một hộp nữa. Hộp này hộp Ray các bạn ơi. Ray, ok xem nào. Very slow. Ui ôi, cái này cũng à, cái này ngang nhau đấy bạn này, ngang nhau. Đâu xem nào. Úi giời. Úi giời ơi, kỹ năng. Mà cái này lâu thật các bạn ơi, chứ không phải slow bình thường. Ok. Úi giời ơi, rồi chứ. Ôi giời ơi, kỹ năng lâu thế. Ui ôi, đây rồi, lại ray weapon tiếp. Ui giời ơi, chết dở, nó bắn tôi trúng người ấy rồi. Rồi từ từ nha, tôi sẽ cái hộp vũ khí của tôi rồi. Bắn anh à? Ai ạ? À, từ từ thôi, chưa kịp kéo cung. Chưa kịp kéo cung bay. Chưa kịp kéo cung nó lao vào như gọi là được mua này. Ở nhà tôi sẽ nhặt cái hộp vũ khí này, tôi chạy đã. Chạy đã, ừ làm gì tôi. Ôi giời, ok xem nào, hộp này được cái gì đây? Một thanh kiếm. Very fast. Ủa nhưng mà trừ gọi là máu. Ê, đằng nào mình cũng đang hết máu. Chả làm gì. Ủa nhưng mà gọi là đánh rất là nhanh bạn ơi. Được ấy, thanh kiếm này có thể giúp tôi chiến đấu với boss được rồi. Oh yeah luôn được các bạn ơi. Ok. Đấy. Ui xoài. Ui nó đơn giản các bạn ơi. Đấy ạ. Ui ạ. Con này con chí nó đập. Ui ơi. Vua đẩy lui à. Vua đẩy lui các bạn ơi. Ui như chỗ triệu hồi boss đây này. Để từ từ nha. À con dậy. Hai con giờ này, hai con giờ này, ai cho bắn lén đấy? Nhà mình muốn gọi là có được đồ VIP ở trong shop ấy, hay là những cái gọi là bình máu để hỗ trợ mình và vượt ải thì mình phải tiêu diệt những con này thật là nhiều, càng nhiều thì mình càng được nhiều tiền các bạn ơi. Đấy, úi rồi, các bạn thấy không? Hiện tại được cũng 29 tiền rồi. Ui, đại ca làm gì đấy đại ca? Ui giời ơi, tuổi gì? Ui bên kia có gì phát sáng kìa? Ê, đừng bắn, bình tĩnh thôi. Gì đây? Cuốn sách à? Thôi cứ nhặt đi các bạn. Ok, ui, cái kiếm xịn thật các bạn ơi. Vừa đánh nhanh lại còn mạnh nữa bạn. Đam từ 10 đến 15. Úi giời ơi, mấy con này tuổi run. Rồi, ok bạn ơi. Đằng nào mình cũng gọi. Đừng lên đạn vội. Rồi, em chờ anh ra mới đánh nhau chứ. Đấy, mình sẽ. Úi giời, lại thêm một hòm vũ khí này. Ê, vẫn bắn kịp à, cay nhỉ. Rồi, cái này là cái gì đây? Một cây cung. Ok, một cây cung rất là sang xịn bệnh các bạn ơi. Thể cay thật đấy chứ, con kia nó vẫn đánh được mình, bây giờ làm nào để hồi máu đây? Ở nhà có mấy cái bình thuốc kia để mình ném à? Ui, tôi bắn nó chuẩn bài chưa? Ở nhà có con xa kia, nhận, ui, nhận đi luôn các bạn ơi, tuổi gì được ăn khoai mì mà làm nào để hồi máu thì tôi chưa biết các bạn ơi, đừng bắn vội, đã bảo đừng bắn vội mà đã nên lên đạn ghê gớm ấy. Rồi ok, con này vẫn chạm được vào người mình cay nhỉ? Ok, ở nhà mình sẽ Con kia chưa kịp triệu hồi ra đệ tử chết luôn. Rồi, ok, chắc là mình đứng đây mình xem là mấy cái bình thuốc có tác dụng gì đây. Blood à? Thuốc này để dùng làm gì đây? Hình như là không có tác dụng với bản thân mình rồi, không có hồi máu được các bạn ơi. À, cái này để làm gì đây? Hơi thở của rồng. Hình như là gây bất lợi cho đối thủ rồi. Con này là cái gì đây? Chào tích à. Chả hiểu các bạn ơi. Chắc chắn là thế này không gọi là không có lợi gì cho mình rồi. Rồi.
Guardian à? Ủa, ai người bảo vệ đây đúng không? Triệu hồi ra. Chúng ta đánh luôn. Đánh luôn các bạn ơi, đánh phủ đầu luôn. Ui ơi, đông quái vật thế. Ủa, từ, khoan. Ê, mấy con này ghê quá. Ở nhà tôi phải tấn công từ xa rồi. Bọn này đông quá, nó triệu hồi ra cả gọi là bầy đàn nữa này thì chơi làm sao được các bạn ơi. Đấy làm sao được. Nhờ mấy anh ạ. Ui, bọn này đúng thế nhờ. Ê, chơi hội đồng các bạn ơi, bốt chơi hội đồng. Nhờ này tôi phải. Ui dồi ôi, con kia. Dùng kỹ năng ghê quá các bạn ơi. Rồi ok, ui hết tên nó chết dở rồi. Ui có máu kìa, có HP kìa. Tôi sẽ làm cách nào đây? Ui cái này thuốc cho chạy nhanh. Ui ui được luôn. Được luôn các bạn ơi. Nhờ anh cho gọi là đi ngủ đi sun đấy. Rồi nha hai. Rồi ok, chúng ta đã được hai. Ui sợi ôi, hai hộp vũ khí cho mình gọi là như thế thôi các bạn ơi. Rồi. Đâu rồi con bốt đâu anh? Bốt đâu đi đâu các bạn ơi. Từ từ nha, cái này cho chạy nhanh này. Giờ mình mới biết các bạn ơi. Úi giời, úi giời. Úi giời. Úi giời, con kia triệu hồi liên tục à. Chết giờ rồi. Không ổn đâu các bạn ơi. Đây, chúng ta phải đánh vào cái trung tâm của nó này. Nhờn mày anh. Anh không sợ đâu. Úi giời, nó đi rồi. Quá trời vang luôn. Ui được 130 tiền rồi. Đơn giản các bạn ơi, một cái gọi là một cái tấm gì đấy, một cái block gì đấy. Đây. Cái này chúng ta có thể ạ. Cái gì đây? Mày bắn anh à? Hả? Mày bắn anh à? Úi giời, nó bắn mình các bạn ơi. Đây là có gì đây? Ui đây ấn nút được không ta? Không mấy cái nút này, chắc ấn cho vui rồi. Mở cửa. Hình như là không đi được, có cái lọc di chuyển. Đi đâu này? Ui vào cửa hàng các bạn ơi. Rồi ở đây là có những cái bình máu đâu? Rồi lại ok bạn ơi, đây hồi máu đây. Ui giời, hồi 4 máu bạn ơi. Rồi, chúng ta sẽ mua một cái áo giáp đi. Áo giáp 50 đúng không? Ok. Áo giáp tăng giáp lên. Mũi tên, ok 32 mũi tên vẫn còn bao nhiêu tiền? 31 tiền thì chúng ta mua được một cái này nữa. Đấy, hai cái gọi là bình máu để giúp ích cho mình đây các bạn. Rồi, nó cần thiết lắm. Còn bên này là mình được một cái gọi là perky à? Ok. Cái này làm gì đây? Mở dương à? Thử mở nào, mở bữa đi. À quên mất có cái này đúng không? Ui ủa cái gì đây? À, khi mình gọi là take any dam, you shot ui giời ui. À, chứ tầm xa các bạn ơi, rank 3 block. Ui giời ui chán làm cái gì các bạn ơi. Đại khái là một cái pack các bạn. Đại khái một cái kiểu viên ngọc ấy. Thôi được rồi, thôi đi chỗ khác thôi. Rồi, đến với tầng thứ hai các bạn ơi. Đấy, hiệp sĩ khủng thế đấy. Rồi chúng ta sẽ đến với tầng thứ hai để làm gì đây thì chúng ta sẽ đi chắc chắn là đi chiến đấu rồi. Nhưng mình sẽ để hai cái này đây đã. Rồi tối om như đen như mực này. Trâu thế. Ôi mấy con này trâu thật đấy các bạn ơi. Rồi. Tối thế nhỉ. Ui ôi cái gì đây? Ui ôi. Lâu lâu hình như có mấy bông hoa nó bắn mình các bạn ơi. Ui ôi. Có đại ca gì ở đây này? Ui. Cái gì đây? Sợ thế. Thôi em chứ sợ thật các bạn ơi. Ui đại ca các bạn ơi bốt luôn à. Chết. Nhưng mấy bông hoa nó bắn mình các bạn ơi. À bốt ngu. Ê ai ạ. Ui ôi. Không phải mấy bông hoa đâu bạn. Con này nó dùng kỹ năng. Ui ôi. Mày đần lắm. Ê ạ. Ok mày đần lắm mày làm gì tao. Ê ạ. Ồ. Bốt đần các bạn ơi. Thế thì mình cứ đánh mình chạy. Đó. Đó. Cay. Cay lắm đúng không? Ồ. Dùng kỹ năng của ạ. Cày các bạn ơi. Nhân này. Quá đơn giản các bạn ơi. Úi giời, con bot này nó ngu thật các bạn. Nhưng không chỉ nhục nó đâu nhưng mà nó ngu thật. Cái gì đây? Xét được item cái gì đây? À, chúng ta gọi là ngoài. À, như là những cái mảnh các bạn ơi, mình sẽ phải đi sưu tập nó. Rồi cái này. Ôi quan trọng vào đây. Ui một cái key các bạn ơi. Tôi vào đây tôi đi đánh bot mà. Ok mấy cái này chắc là mình không dùng đến đâu. Ai. Ui hồi máu đã. Úi giời ơi. Sống ngay các bạn, nghe pình pịch một cái sống ngay. Rồi. Giờ chúng ta sẽ gọi là đi đây có gì tiêu diệt xong con bot rồi phải win chứ nhỉ. Hình như đây không phải là bot các bạn ơi, đây mới là con thủ lĩnh. Rồi, ok, đi tìm bot luôn. À, chứ tầm này tôi ngán ngẩm cái gì đâu. Cái vũ khí này hơi lởm đúng không các bạn? Bảo sao là tự nhiên có con gì nó bắn mình hóa ra con bot các bạn ơi. Thì ghê lắm nha. Cái dạng vừa đâu nha, nó không phải động vừa ra nha. Ủa ai có mấy con sắc sống này. Ui giời. Ôi giời. Mày khỏe thế nhỉ? Khỏe nhỉ? Châu bò nhỉ? Ui rồi mấy con xương rồng à? Ui hình như là mình vào tầng gọi là của quái vật các bạn ạ. Quái vật cây. Đấy,
hãy đâm ra vào này. Toàn xương rồng với màu xanh le xanh lét. Ui đây rồi. Weapon gọi là Camon. Ui rồi. Ui có một cái thương. Rồi ok bạn ơi. Cái này một cái giáo bạn ơi. Very slow. Ui. Ui nhưng mà được cái đánh one hit cũng sướng các bạn ạ. Nào tôi sẽ đi. Chết dở rồi. Trong này giống như bị lạc các bạn ơi. Tôi chả biết được nào. Ui rồi. Đánh bất ngờ thế. Chơi gì chơi bất ngờ vậy ba thôi chứ. Chơi bất ngờ vậy ai chơi cùng. Ok bạn ơi đây mình. Ui rồi này đánh bất ngờ quá. Đây. Đây. Ui rồi đông thế. Đông thế bình tĩnh thôi. Đấy, bình tĩnh thôi mỗi người gọi là một hiệp thôi. Đấy, nó lao vào như điên thế này ai chơi được. Bonus một hớt rồi. Ok. Ủa đây à có. Có con dài đứng đây hóng hớt à. Chết sợ nãy giờ tôi cứ đi hoàn toàn là vằn tôi chả biết tôi đi đâu. Có một con cầm nỏ kìa. Nó đòi solo với mình các bạn ạ. Nó đòi solo với mình. Trời ơi nó tuổi run. Ui có cái dương. Có cái dương các bạn ơi. Có cái dương mà chúng ta phải gọi là phải nhặt rồi. Có vũ khí á. Cái gì đây? Sức mạnh của bò nấm à? Ai quay bậy nha, bậy nha, bậy nha. Nó đánh mình hơi đau nha. Ê, chạy đã. Ok. Ui mấy cái cục gì kìa? À, tôi chạy đã chạy qua bên này đã. Nhưng nguy hiểm quá bình tĩnh thôi. Chạy đã các bạn ơi, chạy. Ui chạy tiếp. Ui có xương. Ui mình xin nha. Ok bạn ơi mình lại chạy tiếp. Mình chạy tiếp, mình đi trốn chả biết đâu bạn này. Nãy giờ tôi cứ đi chạy đi linh ta linh tinh, có đang nào đuổi mình không ta? Chắc là mày vẫn đuổi tao ạ. Mày vẫn đuổi tao. Nhưng ơi đuổi lắm thế. Mình thích thôi. Ok bạn ơi. Ui một thanh kiếm gì đây. Đánh rất nhanh. 9 đến 10 mấy các bạn ơi. 9 đến 14. Nhanh. Very fast của tôi còn xịn hơn. Đấy chứ. Đâu. Tiếp tục. Một thanh kiếm. Very fast 82. Phế các bạn. Không ăn thua. Ui giời ơi. Cũng phế. Tôi nhớ rằng tôi nhặt được hai cái xương mà nhỉ. Hai cái xương thì chắc là Very fast 15. Này vẫn như thế các bạn ơi. Ui mấy cái này phế như nhau. Chả không cái nào xịn các bạn ơi. Hai. Ui cái này snow. Chắc là đây à. Thanh kiếm này đúng không. Trừ 2 bạn ơi. Ui dồi bỏ nốt cái này còn trừ 2 tim. Chơi bời cái gì bạn ơi. 22 đam. Cái này 20 này bạn. Very slow. Ui cái này xịn hơn. Cái này xịn hơn bạn ơi. Cái này tuy rằng trừ máu xịn hơn. Chả hiểu kinh nghiệm để làm gì nữa bạn. Nhìn chan được đồ không. Nhà mình ui bên này có cái gì đây. Chạy thôi. Đố anh đuổi được em. Tự nhà mình. Ui có cái gì đây. Ai ạ. Ôi đây là quay lại chỗ cũ rồi. Chết dở rồi các bạn ơi. Ui con này nó ghê ấy. Hồi xong rồi đi thôi rồi các bạn ơi. Bây giờ làm nào để hồi được máu đấy. Chứ không hồi được máu bạn ạ. Cái nhỉ. Này tăng cho mình strength này. Không hồi được máu chứ. Giờ làm nào đây. Recover cái này tiêu diệt được. Cay nhờ. Không hồi được máu bạn ạ. Nó không ngồi được máu thì làm nào đây. Quái vật thì nó đông các bạn. Game nó khó thật. Mình sẽ đi gọi là một đường. Bình tĩnh. Ui con cầm nỏ này. Cầm nỏ ấy ghê quá ra chứ. Nhận mấy anh. Đâu. Ra đây. Mày ra đây. Okay, chạy thôi các bạn ơi. Chạy thôi. Ui con trâu thế. Ăn gì trâu thế em ơi. Ui rồi em chứ còn mỗi gọi là 4 trái tim thôi. Ui rồi cái gì đây. Hết hồn. Sợ quá chạy thôi. Ui đây là bốt đây rồi. Ui đây rồi bạn ơi bốt đây rồi. Bây giờ làm nào để tôi tiêu diệt con bốt này một cách ngon nghẻ nhất có thể. Tôi gọi là ui rồi vài khu vực shop đây. Nha bây giờ chúng ta phải tìm một cái cách các bạn ơi. Tìm một cái cách gì đó mà chúng ta có thể giúp ích cho chúng ta. Triệu hồi con bốt này ra. Rank luôn đúng không. Nhờn mấy anh. Chạy. Nhờn mấy anh. Chạy đã. Ui dồi ôi.
Ui giời ơi, con này kỹ năng nó toàn kỹ năng từ xa thôi các bạn ơi. Không, mình có thể chiến đấu được các bạn. Mình nghĩ là mình có thể chiến đấu được. Mình nghĩ là mình có thể chiến đấu được mà. Mình không sợ nó đâu. Mình sợ gì? Mình sợ gì nó các bạn? Ui giời, mình sợ gì nó, đúng rồi. Ui giời ơi, hết hồn chim én các bạn ơi. Cái con bot nó ghê thật sự bạn ơi. Không phải tôi gà nó mà nó ghê. Thôi được rồi, sống rồi. Sống rồi, tổ quốc ơi. Đây ok bạn ơi. Tôi sẽ mua gọi là chắc là không nâng cấp giáp nữa đâu. Đấy, chứ cấp giáp này gọi là này bây giờ chúng ta sẽ mua thật là nhiều máu. Đấy, tao lại mua thật là nhiều, thật là nhiều. 85 đúng không? Mua thêm nữa bạn này. Cái chìa khóa này. Đúng không? 50 đúng không? Ui giời ơi, 50 à. Ui giời ơi, cái này 32 đúng không? Mày quá bất ích. 50 à? Ui đắt hơn à. Chết dở rồi, làm nào để bán kiếm tiền bác ơi. Rồi ok bạn ơi. Ủa mình bây giờ mình đến tầng thứ 3 đúng không? Tầng thứ 2, tầng 1, tầng 2, tầng 3. Ui mình sẽ phải đi vào lõi à. Lõi trên đất à? Exit to the real. Bây giờ mình ấn vào đây là mình sẽ di chuyển. Không biết làm nào để mình có thể. Đây đây. Ui cái gì đây? Cái này cái gì đây? Ok bạn này. Thôi từ từ nha. Tôi sẽ gọi là chọn mở đi. Sớm muộn thì cũng thua thôi. Tôi mở bừa đi. Đi đây. Ui Eugen Infinity Ammo. Ui. Mình như có gọi là mũi tên vô hạn đúng không ta? Quiver. Ok bạn này. Rồi. Đại khái là mình tầm này là mình cũng run lắm. Đây chúng ta được cái mũi tên này đúng không? Ui mũi tên vô hạn này. Mới là bắn nó có được vô hạn không bạn ơi? Infinity luôn đấy. Cứ cho mình mãi mãi à? Không tự nhiên đặt đây nào, cầm lên. Thử bắn à? Xịn nhỉ? Ôi nhưng mà hết rồi. À đây, lại được rồi. Mũi tên vô hạn bạn, ui xịn phết nhờ. Úi giời ơi. Thôi được rồi, tôi nghĩ à, tôi thế thôi. Thế thôi. Để gọi là phần thứ hai tôi sẽ tu luyện luyện thêm kỹ năng PvE. Chứ bây giờ tôi không nghĩ rằng tôi có thể vượt qua cái tầng tiếp theo. Tôi đang run lắm. Vừa lại vượt qua cái hai con kia là tôi đã thấy cái con bot là tôi thấy ghê gớm rồi. Đấy thì ok thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc các bạn ơi. Đó thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, nhớ like đăng ký kênh ủng hộ nha. Và đừng quên là comment cái bạn phía dưới. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.